Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người, quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo mình. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để đào cái video ở trên. Uh mạng xã hội facebook về điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé. Thì hiện tại là ví dụ như chúng ta đang nướt cái mạng xã hội facebook chẳng hạn mà chúng ta muốn lưu một cái video nào đó về trên điện thoại của chúng ta để hay nào có những dòng thông điệp nào đó ở trên facebook mà chúng ta thấy hay hoặc là những cái video mà chúng ta thấy hay mà chúng ta không muốn bị nướt qua đó nhưng mà chúng ta muốn lưu về cái điện thoại thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là lưu video về trên điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé. Đây. ví dụ như chúng ta thích những cái dòng phim hay những cái đoạn phim như này chẳng hạn đó thì ở trong hiện tại thì trong cái trang cá nhân của mình ấy mình cũng có chia sẻ những cái dòng tin đây hoặc là dòng video hay về trên trang của mình đó đây ví dụ như là những cái video mình đây, chẳng hạn như cái video là thông điệp cuộc sống này chẳng hạn, đó mà chúng ta muốn lưu lại cái video này vào trong điện thoại, đó thì chúng ta sẽ kích vào cái video và chúng ta xem như này nhé mọi người nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn đến cái phần là ba chấm này, đó rồi và chúng ta sẽ chọn là cái sao chép liên kết nhé, sao chép đường link liên kết nhé mọi người nhé. Rồi, ok điện thoại chúng ta đã thông báo là đã sao chép rồi này. Rồi bây giờ chúng ta thoát ra ngoài nhé. Đó, chúng ta cần uh, có hai cái ứng dụng là một là chrome hoặc là cốc cốc cho mọi người nhé, hai ứng dụng này đều được trình duyệt web đấy rồi ok chúng ta sẽ vào cốc cốc chẳng hạn. đó thì ở đây mình đã điền sẵn rồi này. đó chúng ta sẽ truy cập vào cái đường link là slash server .app ngạch chéo vn nhé mọi người nhé. rồi mình sẽ ấn đi đi vào luôn này. đó rồi ở đây thì các bạn sẽ dán cái đường link uh, video facebook của đây cho mình. đó và chúng ta sẽ ấn vào download rồi ok. Ở đây thì nó có nhiều loại đao lát này mọi người này, à, thường thường thì có những cái video nó sẽ có full HD hoặc là 1080 hoặc là 4K thì chúng ta đều đao lát được nhé mọi người nhé. Thì ở đây cái video này của mình thì chỉ chất lượng cao nhất là 720 HD thôi và mình sẽ download lát thử cái video này về nhé mọi người nhé. Đây mình ấn vào đao này. Ở đây thì nó sẽ tự động đao lát luôn nhưng mà vừa nãy mình đao một lần rồi, thì đây mình vẫn ấn vào là vẫn tải xuống nhé mọi người nhé vẫn tải xuống thêm một lần nữa này rồi ok khi mà đã báo xong như này thì mặc định ở trong cái phần ảnh của chúng ta đã có cái video này rồi nhé mọi người nhé hoặc chúng ta sẽ vào cái phần ba gạch của cái trình duyệt này đó và chúng ta xem cái tẹp mới này cái tẹp mới tải xuống này đó đây mình vừa tải xuống đây mình sẽ ấn vào thử xem nhé. họ và bây giờ mình sẽ ra cái điện thoại mình sẽ vào cái phần ảnh để mình kiểm tra nhé đây đó mọi người thấy không ạ thì hiện tại là trong cái album của mình đã có cái video này rồi nha mọi người nhé. Đó, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người là làm thế nào để, để download cái video ở trên Facebook về trên điện thoại của chúng ta nha mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình thấy hay và úy, cho mình like và đăng ký và chia sẻ video giúp mình. Còn mình mình xin phép lại video ở đây. Xin chào tất cả mọi người nhé.